Hello mọi người, mình quay một cái video này để mình chia sẻ một chút xíu ha. Là trên tay của mình là mình đang có một cây Ario Retusus. Cây này là cây đời đầu của mình đó mọi người. Cây này trong các video trước mình có nói cây này là cây đầu tiên mà mình sở hữu khi mà mình biết tới sinh rồng Ario ha. Thì cái vấn đề trong video này mình nói là gì? Tại vì mình đang tỉa rễ cho cái cây này, xong rồi cái mình lỡ tay á. Bạn thấy cái chỗ này không? Đây là cái cọng rễ cái của nó ha. Đây là cọng rễ cái của nó, là gồm có 1, 2, 3 những cái nhánh rễ lớn như thế này là rễ cái ha. Thì lúc mình rửa mình thấy nó có cái vết trắng trắng, mình tưởng đâu là nó bị gãy. Do mình nhổ lên nên mình gãy á. Nên là mình định cắt để cho nó cắt bỏ luôn cái khúc đó để cho nó ra rễ non sau ha. Nhưng mà mình vừa mới cắt xong một cái là dịch nó phun ra liền. Cái dịch này nó phun ra là bởi vì sao? Ở video trước mình cũng có nói ha. Nếu như bạn nào mà đang có bị cái tình trạng này thì các bạn có thể xem lại để các bạn có một chút cái thông tin ha. Thì cái dịch này chính là cái dịch trong cái cây của Ario. Những cái cây khỏe, cây nào mà càng khỏe thì cái chất dịch của nó rất là nhiều và nó sẽ chảy liên tục khi mà bị cắt ha. Thì thường giống như nắc, mình hay nói vui vui là nó giống như máu của mình vậy mọi người, đây giống như động mạch vậy đó ha. Mình cắt trúng một cái là nó sẽ tuôn chảy rất là nhiều ha. Thì bây giờ đã lỡ rồi, thường các bạn cắt thì các bạn nên tránh cái tình trạng là cắt sâu như thế này, dẫn tới là nó bị phun, nó bị mất cái dịch của nó ha. Thì nhưng mà do mình đã lỡ rồi thì xảy trường hợp này á, hoặc là đôi khi các bạn ship cây về, hoặc là các bạn mua cây về mà nó bị gãy, bị hư, bị đứt rễ, hoặc là bị phạm vô cái rễ chính của nó, dẫn tới là cái dịch nó chảy ra, thì các bạn cũng bình tĩnh để xử lý ha, không có vấn đề gì hết. Thì bây giờ đầu tiên là mình sẽ tỉa sạch hết mấy cái cọng rễ con nhỏ 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 xung quanh ha. Rồi, cái này á, cái dịch này nó sẽ chảy liên tục không ngừng ha. Và chắc nếu mà nhanh á, nếu mà vết thương nhỏ thì vài tiếng nó sẽ khô. Vết thương lớn thì chắc mấy ngày nó mới khô á. Hồi trước mình có cắt những cái cây rất là lớn rồi nên là mấy ngày, cả tháng trời mình mới để khô, cả tháng trời mình mới trồng lại. Thì đối với vết thương mà nó quá lớn á, thì các bạn nên lau khô nó, xong rồi các bạn hâm với quạt ha. Bạc quạt gió đó mọi người, mình hâm mình để im vậy mấy ngày cho nó khô cái vết thương lại. Rồi, nhưng mà khô lại thì cũng đừng có trồng vội nha. Lúc này cái nó chưa có làm liền cái da thịt của mình, của nó đâu. Bạn để tuần 2 tuần bạn hẳn trồng lại. Đó là vết thương. Đối với vết thương lớn á, thì mình không biết là lớn tới cỡ nào, nhưng mà hầu như là càng lớn là mình sẽ để càng lâu. Có khi một tháng, có khi có cây mình cũng đã để tới 2 tháng trời mình mới trồng lại. Đó là đối với các cây bự mà vết thương mình cắt là vết thương lớn ha. Năm lấy nét luôn. Thì còn cái này nhỏ thì chắc mình nghĩ chắc 2 tuần là được á. Cái này chắc mình để 2 tuần ha. Thì bây giờ cái này cái nó đang phát triển rất là khỏe. Các bạn thấy cái nách lá của nó màu xanh xanh, lá chuối non không? Tại vì nó căng lên là bởi vì cái rễ của nó rất là tốt. Nhưng mình nhổ ra, nó đầy rễ rồi mình nhổ ra, cho nên là mình cắt rễ luôn, mình tỉa rễ luôn. Nhưng mà mình cắt phạm trúng nó rồi. Rồi, thì bây giờ mình sẽ để khô. Bôi một chút bột kích rễ vô đây rồi các bạn thấy không? Nãy mình lau rồi mà giờ nó chảy liên tục nè. Mình sẽ để tầm 2 tuần, để cho tới khi nào mình thấy nó có rễ non xuất hiện ở xung quanh đây á, thì mình mới trồng lại ha mọi người. Làm sao để đảm bảo cho cái vết thương của nó khô. Và khi trồng lại thì các bạn cũng đừng có tưới vội. Để cho nó quen cái đất với lại cái nhiệt độ này kia thì hẳn tưới sau cũng được. Nếu như mà cái cây của bạn á, mà nó càng to thì bạn có thể để lâu được. Nhưng mà đối với những cái cây mà ví dụ như nó chỉ có 2-3cm hoặc là 3-4cm nó nhỏ, thì nếu mà các bạn để lâu quá cái cây nó sẽ bị khô suy luôn và nó chết luôn ha. Cho nên là thật ra mình sẽ quan sát xem thử rằng cái tình trạng của vết thương như thế nào, rồi cái tình trạng mà vết thương nó lành lại, rồi nó có ra rễ non mới ổn hay không ha. Rồi, mình chia sẻ chút xíu về ha. Bye bye mọi người.